Hello, chào anh em nha. Nay mình có một xe này nha anh em. Đạp bị gãy vô đạp luôn nè. Cũng chia sẻ anh em cách mà làm mà đỡ tốn kém cho khách anh em ơi. Mình khỏi cần gã máy nha, mình gã lắp nồi này ra rồi mình tháp đỡ tốn cho khách nha. Mình gã cái bô, mình gã lắp nồi này ra. Mình đãi nguyên cục máy mình đem đi tháp rồi về mình cho anh em nghe, chứ khỏi cần gã máy nghe tốn kém cho khách lắm nghe anh em. Đãi mình gã ra nguyên cục máy rồi đó, mình đi làm đây mình tháo xăng này ra bình thường vậy thôi, hạ nguyên cục máy xuống rồi gì tiếp anh em nghe, gã nồi nha. Anh em đó mình gã nhiêu đây thôi anh em, là mình đẩy cái số này là mình tháp được rồi anh em, tháp đồ đạp này được rồi rồi mình nguyên máy đó, không cần gã nữa anh em, đỡ nhiều quá tốn kém cho khách lắm. Rồi thằng bên em để mình hạ máy xuống nha. Rồi hello anh em nha, nay đội mình gấp gọi lên anh em đó, mình lên máy mình gấp vô đạp rồi lên đàng hoàng anh em, nó tháp vô đàng hoàng ok. Và đặt cho anh em coi nha. Xe này là xe bò nha anh em. Nổ máy bình thường á. Đó, đạp là giả bình thường nha em. Ok hết. Đó. Không. Đỡ tốn kém cho khách lắm anh em, gã nồi rồi ra thôi. Để vậy mình pháp mình là làm gì được rồi. Rồi để chào tạm biệt anh em nha. Anh em nhớ cho mình đăng ký nút một xe anh em. Chào anh em nha. Rồi chào tạm biệt anh em. Chào tạm biệt anh em.